Này, bà Sang chuẩn bị làm treo đèn để đón lễ Giáng sinh nè. Sáng giờ con gái đợi mà giờ con gái ngủ rồi. Ba cộng hay hai cộng à? Hai cộng nhưng mà rác đi đâu đi không một cộng dư sức đủ qua phủ tới miếng này nữa không? Khoan từ từ để con thả. Này mình chưa nổi không sao? Cái gì? Cái gì đẹp nổi không biết à? Không có. Con thích không? Ba làm gì cho con đó? Rồi dính ra con. Thích qua. Nó ngủ hả? Không. Nó sao? Kêu lên ngoài vậy? Em á. Chứ chưa bơm đại cái này bơm hơn cho được. Giờ chỉ còn không gian này còn. Bà thấy có chỗ mà móc đó không bà? Móc có đồ chỗ nào móc cái này không? Móc cột đâu? Cột vô trên cái sườn nhà mình nè. Xong mà cột kỹ vô cái thân sườn nhà mình á. Không, con này tránh giữa. Móc cái lụt móc thôi à. Con, cột cái chỗ nào? Móc lên nè. Móc cái móc vô cái chỗ đỏ này nè. Ở đây cánh đâu không? Dạ. Móc vô cái eo ổng hết. Có vậy thôi nè, rồi cột cắt vô đây thôi. Nghĩ cột cắt vô cái thành này cỏ bay lắm ơi. Mấy cái này để đóng nọc đất nè. Thấy con. Cục quà nó văng vô trong đây rồi. Lát lôi ra. Con té con. Trời con cộng dây nó quyết định gắn đâu nè. Ở cái đó mà nói được xô là đỡ mấy ha. Còn ban đêm tôi làm sợ nó chịu không nổi. Hiểu không? Hiểu nó không? Con nghĩ chắc được nhưng mà còn cái đó. Cái nhiều ta cũng sao trái này đó. Nó đèn về tối rồi đó. Đẹp không? Wow. Bé Thường nè, bé Thường thích không á bởi vậy. Có đi là có đi. À, giờ này ba chuẩn bị trang trí cây thông nè. Rồi đổ ra rồi. Cái nào bữa hổm mình mới mua đó. Giúp ba lụm vô đi con. Lại giúp ba lụm đi con. Thường. Ủa Thường có muốn trang trí cây thông không? Dạ muốn. Mấy hôm nay sáng ngày nào cũng thôi. Hai cha con đụng nhau. Rồi tính ra ba đem cái thùng ra nè. Tính ra cha bên thùng ra con. Lạnh không Thường? Rồi đưa con. Thường tránh ra nè, ba lấy ra nè. Hai cha con làm rồi. Thường ơi mà thấy lạnh quá Thường ơi. Biết nãy mở hết trước à. Giờ làm này. Mình vui không con? Đó, một khúc. Cái này cứ tiếp không ta? Ác Minh. Cái này như cái đỉnh nè. Vậy hả? Vậy là cái kia em sai rồi. Này số 2 đây rõ ràng. Không. Wow. Mẹ, đây con thích màu chocolate đó mẹ ơi. Màu gì? Màu chocolate á. Màu chocolate là màu gì? Màu chocolate nè. Màu gì ba thông dịch đi ba? Xúc luôn kìa. Ba ơi là ba à. Ba ơi là ba à. Ba ơi là ba à là làm sao? Ba ơi. Ba quên tắm điện nè. Ăn hai chưa con, để ba coi con. Thì Thường trang trí đi, trang trí là nghề của Thường đó. Đi trong vỏ ba có mấy cọng để cột này nè. Mình không có Thường. Cái gì chân dắp té con. Hai cho con làm đi. Ba ra. Dạ. Rồi bác Thường trang trí đi. Ủa sao máng cho đây nè con. Cho đẹp hả? Tính trên cái thùng bỏ lắm. Tôi muốn trang trí lên đây hả? Có chừng ổng ngã đó. Được. Đến đây nè. Cái điện thấp mẹ quá. Mẹ sao không dám hoa cho lại. Mẹ mua thôi đẹp đó. Mua thôi đẹp hả? Dạ. Best. Uh-oh, I think it. Hai mẹ con trang trí lâu quá. Đây là cô gái miền Tây thích là ba mới làm đó, chứ ba cũng không có muốn làm đâu. Năm nay là trước sân với lại trong nhà là cô gái miền Tây thích, bởi vì ba mới làm cho cô gái miền Tây đó. Cô gái miền Tây có gì nói với ba không? Cảm ơn ba. Để trang trí cho con. Trang trí Giáng sinh cho con. Cảm ơn ba. Để làm cho con cái này gì? Cái này là cái gì? Dạ, cái thông. Vậy đó mẹ. Rồi sao không hát bài tặng ba đi? Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Jingle bell, jingle all the way. All the time, jingle say, jingle say, yay. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Thôi mẹ muốn nghe tiếng Việt Thường ơi. Mừng ngày Chúa sinh đi. Mừng ngày Chúa sinh ra đời. Mình đừng đánh qua môi trường. Mình đừng đánh cho mọi người. Mình đánh ra cùng. Mình đánh xin nhau được. Mình đánh ra môi trường. Mình đánh ra đồ lên thương lắm. Hey, jingle bell, jingle all the way. Always sing, jingle sing, and then always say hey. chim go bell, chim the harbor bell. I slide in the sand and then I say hi. Chim go bell, chim the harbor way. I slide in the sand and then I say hi. Mà đến là buổi cười, mình đến cho mọi người thấy cái câu vui. Trên cây thông này là những thứ cô gái miền Tây chọn không đó. Đây là ông già Noel nè, người tuyết nè, những thứ món đồ treo trên đây là cô gái miền Tây thích không đó. Nói ba phải mua cho cô gái miền Tây đó. Phải nghe lời đúng không? Đúng. Đây, cuối cùng ba người mình đã làm xong cây thông rồi cả nhà. Trang trí cho em nhỏ nó vui nè. Em nhỏ, cô gái miền Tây đó, rất là thích Giáng sinh. Cậu ba Bảo cũng vậy nữa. Rồi con đứng vô đi, ba chụp cho ba tấm hình dán cái tóc qua đi con. Rồi con vô trong đứng kế thông đi. Nhìn lên ba nè. Thích cái đó nãy giờ. Đó, cô gái miền Tây. Đây là thành phẩm của mình đó cả nhà. Mình trang trí nhà nè. Đó, Giáng sinh mình trang trí vậy cho tụi nhỏ nó vui thôi. Bây giờ mình còn đợi gói quà cho tụi nhỏ nữa. Thôi mình xin tạm dừng video ở đây nha cả nhà. Hẹn cả nhà lại trong video kế tiếp. Mình sẽ gói quà và tặng cho các em nhỏ lúc mà ngày Giáng sinh nha cả nhà. Thôi mình xin chào cả nhà nha. Bye bye cả nhà.